Em chào các bác nhá. Đấy, lô đồ nghề này thì có 3 bao đồ nghề này và 3 bao dụng cụ cầm tay. Thì dụng cụ thì có 3 bao nhưng mà một bao lưng, 2 bao đầy đầy. Đấy, thì em sẽ quay cho các bác cận cảnh chi tiết nhá. Bác ha. Đây. Đồ thì ở trong này là bác thấy ok nhá. Em này phải một tay em quay phim nên một tay em bao này là 2 búa lớn đấy. Đấy. Bao thứ nhất, bao này chắc phải hơn tấn đấy nhá. Khoảng tấn 1 quay đầu. Bao thứ hai. Đây. Đấy, thì các bác thấy đấy, ở trên video các bác nhìn như thế nào thì em sẽ giao hàng đúng như vậy nhé các bác ha. Nếu mà có sai sót, có cái món nào mà kiếm không thấy thì cứ liên hệ với em. Đấy. Các bác yên tâm nhé. Bao này nó cũng khoảng tấn 2 quay đầu à. Với bao này cũng khoảng tấn 2 quay đầu à nhá. Xong bao thứ 3 này. Đây. Các bác thấy đồ nghề đợt này là 3 bao này về em thấy là rất là đẹp đấy. Đấy, có cái chất tẩy rửa của những cái món hàng này này. Đấy, các bác cứ tẩy rửa. Tẩy rửa ra sáng là các bác bán thôi. Đấy, em nội dung em đi 3 bao này xong. Em sẽ đi 3 bao dụng cụ nữa nhá. Đây dụng cụ đây. Đây, em quay cận cảnh nhé. Ô, bao này cũng mấy mài cầm tay này, mấy pin này ở dưới này. Đấy, em soi hết cho bác xem này. À, mấy bao thẩm gỗ này, có tiền lắm này. Khoan này. À, mấy pin này. Máy này khoan bê tông này. Bao này chắc khoảng chừng 300 mấy ký à. Và một bao ha. Đây, còn con này là con này chắc phải 500 600 nữa. Đây. Soi cho bác xem. Đồ đẹp quá, phải nói là đồ lần này rất là đẹp. Đây, bộ bao này là bao số 2 của dụng cụ cầm tay nhá. Đấy. Bao này bao số 2 của dụng cụ cầm tay. Cưa trượt nữa này. Cưa trượt này. Khoan pin ở dưới này. Các bác yên tâm, đồ này, này khá đẹp. Rồi, bao số 2. Còn đây bao số 3. Bao này cũng khá đẹp nhé. Đồ pin. Máy bắn đinh. Cái này là máy máy cưa nhé. Một là gắn mũi cưa đây. Cưa cành, cưa cây gì đó. Hai nữa là để đánh băng ấy. Băng trượt máy tiện mà nó bị xước xước lấy cái này cạo. Để lên nó cạo vậy đó. Bao này thì đồ thùng, đồ hộp nhiều. Bao, đồ pin nhiều ha. Có con khoan này, khoan bê tông pin nữa hay sao? Con này khoan điện này. Khoan điện nhé.
Đấy, nội dung em có 3 bao nhé. Em có con này bình bơm hơi 300 mấy chục lít. 300 mấy chục lít 4 đầu. Đấy, em bảo rảnh có thời gian để quay con này ra để chạy trà rửa cho nó sáng này, rồi em chưa có thời gian. Đấy, bữa nọ này Tết xong rồi em vẫn để nguyên đây. Đấy thì bác nào có nhu cầu thì để em dọn chạy cho bác ha. Con này là 470 lít đến 317 lít nhá. Máy lớn ha. 4 đầu cái tông nhá. Bình này dài hơn 2 mét quá ha. Này là lô Wasino trường học cũ này, trước này. Ha. Wasino trường học. Con này là máy cắt đĩa Mitachi nhá. À, không có đĩa nhá. Cái Eto để dưới kìa. Eto để dưới ha. Còn máy phát điện 25k nữa nhá. Máy phát điện 25k. Đấy, bác nào có nhu cầu thì liên hệ em nhá. Máy phát điện dầu 25k. Rồi, em cảm ơn các bác. Rồi để em soi cho bác một số. Đây còn con khoan từ để bự này, con khoan này mũi 25 nhá. Mũi 25. Bác nào có nhu cầu liên hệ em con này nhá. Còn đây là đống đội nhá. Quân đội, em còn một mớ nữa nha. Đây. Mớ này bác nào có nhu cầu liên hệ với em nhé. Quân đội nhé. Đội tàu biển. Hoặc là kích. Ví dụ như một con đội này mà dùng để ép T-Ben này, hay là ép xích, ép nhông xe đào, xe cuốc thì chỉ cần một cái motor bơm nhỏ thôi. Rồi mình sẽ phải chế một cái khung C rồi mình để cái con này lên. Rồi bấm nút nó sẽ đội ra nhá các bác. Chuyên ép xích xe đào, xe cuốc nhá. Cái loại này này. Loại này là cực kỳ là mạnh luôn. Đó, mình ép cốt xe cuốc xe đào là mình chỉ cần để một cái cây nối trung gian giữa thôi. Ép rất là hiệu quả riêng loại này. Hoặc là nếu các bác cần nhỏ thì loại này nhé. Ép cốt xe cuốc xe đào này, xe nâng này ha. Đây em có về mấy con máy tiện nhỏ nhưng mà em chưa có thời gian em lau chùi nhỉ. Mấy máy tiện này. Con này đời mới, hiệu Kikai của Nhật đấy. Hộp số vòng. Đây em có con máy khoan này. Máy khoan bàn tròn này, con này bán 4 triệu rưỡi nhá. Chưa lau chùi nhá. Đây, con máy khoan này nữa. Máy khoan này loại lớn nhá. Con này bán 4 triệu rưỡi luôn, cốt lớn nhá. Còn con này bán 10 triệu nhá, hiệu Hitachi nhá. Hitachi này, mũi khoan phi 23 nhá. Con này bán 10 triệu luôn nhá. Con này một khoan Taro nhá. Con này bán 11 triệu luôn nhá. Bán cho nhanh. Một khoan Kida Taro. Bán 11 triệu bán cho nhanh. Máy này Hitachi luôn nhá. Con này bán 10 triệu luôn. Mũi khoan 23 này. Con này bán 10 triệu luôn nhá. Rồi, em cảm ơn các bác đã quan tâm tới kênh. Cảm ơn nhiều.